Xin chào mừng toàn thể quý vị, anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh mua bán ô tô cũ của em Xuân Quyết, Long Biên, Hà Nội. Cảm ơn toàn thể quý vị, anh chị và các bạn đã dành tình cảm cho em, giúp kênh của em tăng trưởng phát triển như ngày hôm nay. Nếu đây là lần đầu tiên toàn thể quý vị, anh chị và các bạn đang xem video clip của em, hãy bật vào chuông thông báo ở phía bên phải màn hình nhé, để không bỏ lỡ bất kể video nào trong tương lai. Em là Xuân Quyết, chuyên mua bán trao đổi ký gửi tất cả các dòng ô tô cũ từ 2 đến 9 chỗ ngồi. Văn phòng làm việc tại số 406 Ngô Tự Đức Giang, Long Biên, Hà Nội. Showroom đặt tại số nhà 36 km 3 quốc lộ 3, cầu Lộc Hà, Mai Lâm, Đông Anh, Hà Nội. Trong ngày hôm nay đây, bên em tiếp tục giới thiệu đến toàn thể quý vị, anh chị và các bạn một mẫu xe vừa về đến showroom. Đây là một chiếc xe phân khúc hạng D đến từ thương hiệu Toyota Nhật Bản. Đây là một chiếc xe Camry 3.0 động cơ V6 được sản xuất 2005, đăng ký lăn bánh 206. Chiếc xe này được mang tên tư nhân, chiếc xe này đang là mang biển kiểm soát tại thành phố Hoa Phượng Đỏ, Hải Phòng. Trên chiếc xe này thì bên em bán với giá rất yêu thương, chỉ hơn 270 triệu một chút thôi. Chúng ta đã sở hữu ngay một chiếc xe phân khúc hạng D 5 chỗ và được trang bị full option, tất cả mọi thứ đều tự động quý vị nhé. Từ là hộp số tự động rồi, trang bị ghế lái, rồi ghế phụ, ghế hành khách, ghế sau đều là tự động hết. Và có cả ngả ghế và gập ghế, rất là tiện lợi. Giá chi tiết em sẽ báo phần cuối video. Ngay sau đây mời toàn thể quý vị, anh chị và các bạn cùng em đi tổng quan chiếc xe này một vòng nhé. Sơn thì trên chiếc xe này bên em đã có sơn đánh bóng và dán phim 3M. Chính như vậy là về chúng ta chỉ cần đổ xăng là chúng ta lăn bánh thôi ạ. Trên chiếc xe này được trang bị là khóa điện từ xa nguyên bản này quý vị này. Chỉ cần ấn mở khóa là ngay lập tức gương sẽ mở ra cho chúng ta. Và chúng ta ấn khóa thì sẽ gương sẽ cụp vào. Về phần form dáng của xe chúng ta quan sát đấy ạ. Một chiếc xe đến từ thương hiệu của Toyota năm 2005, nhưng mà không hề có bị già cỗi, không hề bị mất một chút nào gọi là về cái form dáng cả. Nhìn rất đẹp, trẻ trung. Đấy. Đây là một mẫu xe dành cho doanh nhân, những người mà giám đốc, những người doanh nghiệp sở hữu những chiếc xe này năm 2009, 2010, 2011, 12, thậm chí bây giờ ngồi rất là sang, xịn mịn, rất là chất lượng ạ. Mà đặc biệt nhất là Toyota chúng ta biết rồi, mức tiêu hao nhiên liệu cực kỳ thấp và cái độ lành, độ bền của chiếc xe này thì phải nói là đứng đầu tại Việt Nam, đúng không ạ? Vậy thì chúng ta sẽ quan sát cùng em này. Năm 2005 trên chiếc xe này được trang bị những gì? Thứ nhất chúng ta quan sát cho em là toàn bộ tay mở cửa là đều là gì ạ? Được trang bị là tay mở cửa chrome, nẹp chân kính chrome luôn. Đấy. Trang bị là la răng đúc, hệ thống phanh ABS 4 bánh. Và la răng đúc này là la răng đúc to quý vị nhé. La răng đúc 16 inch, R16. Và đây là hợp kim nhôm, phay xước, tất cả những cái ốc để mà bắt cái la răng vào với cả cái phần trục của bánh xe thì còn rất đẹp, không hề bị chảy xước, không hề bị tát ốc gì cả. Đấy, còn về phần sắt xi chúng ta nghe tiếng gõ đấy, cực kỳ là đanh chắc. Và những cái phần này là cua lốp còn rất là mỏng, chỉ có gọi là sơn tỉa thôi quý vị nhé, còn lại là không có một lỗi nào cả. Gầm bệ của xe thì cực kỳ là chắc chắn. Chiếc xe mới chạy đâu đó hơn 15 vạn một chút thôi, cho nên là về chất của xe chúng ta không phải bàn tới. Để mà nói là một cái chiếc xe phân khúc hạng D ấy, thì nó sẽ giúp cho chúng ta là gì ạ? Rất là rộng, rất là dài và để chúng ta di chuyển ấy, nó rất là thoải mái. Em sẽ mở cái cốp lên cho chúng ta xem này. Trên chiếc xe này mở cốp ấy, thì chúng ta cũng chỉ cần dùng trên chìa khóa thôi. Chúng ta ấn giữ đây là tự động cốp sẽ lên quý vị nhé. Trong cái cốp xe này thì chúng ta có thể để được 5 cái vali để chúng ta đi du lịch, đi chơi xa thì nó rất là rộng. Em sẽ nhấc ra để cho chúng ta xem về cái phần lốp sơ cua của xe ở phía dưới này quý vị này. Nòng đựng lốp sơ cua cũng như là cái bánh và lốp sơ cua đây còn cực kỳ là đẹp, không hề có một chút nào dấu hiệu của sự han gì cả quý vị nhé. Kể cả từ những cái tấm nỉ này quý vị này, vẫn là một nỉ nguyên bản có chữ Camry ở trên này luôn. Đóng cốp xuống đây ạ. Rất chắc chắn. Chữ Camry này là tem mác nguyên bản zin quý vị nhé. Tất cả những cái phần đèn này của xe là zin hết này, được trang bị logo nằm ở trung tâm. Mở khóa thì có hai cách, một chúng ta mở trên chìa khóa, hai chúng ta cắm chìa vào đây. Và đây được trang bị là camera lùi. Đấy, để cho chúng ta di chuyển lùi những cái xe nó phân khúc hạng D mà dài như này, to như này thì bắt buộc là chúng ta phải hỗ trợ đến cảm biến lùi, camera lùi thì nó sẽ an toàn để khi chúng ta lùi vào những chỗ khó. Bên này là được trang bị chữ tem 3.0 V6. Chạy dọc theo hai bên hông của xe phía đằng sau thì đều được có một cái đường nẹp mạ chrome ở đây. Phần trên của xe thì bên trong này quý vị nhé, bên trong cái tấm kính này thì cái kính này tất nhiên là đã được dán phim 3M và đặc biệt nhất là chống chói rất là tốt rồi. Nhưng phía bên trong này cũng được trang bị là một cái rèm để chúng ta che lên. Cho nên là khi mà quý vị anh chị các bạn ngồi ở trong chiếc xe này nó rất là riêng tư. Chúng ta có thể gặp gỡ đối tác, đi ngoại giao công việc hay chúng ta đi bất kể đâu thì có một cái rất là thích. Đó là một cái sự riêng tư rất là cao. Ngay sau đây thì em sẽ mở từng cánh cửa ra cho quý vị và các bạn cùng chiêm ngưỡng này. Đấy, tổng quan thì chúng ta quan sát cho em đấy, nội thất của xe thì cực kỳ là đẹp. Nội thất màu kem. Và được trang bị cả bệ tì tay luôn ở phía bên phải, cửa gió điều hòa ở phía đằng sau.
cho chúng ta ngồi di chuyển thì cực kỳ là thoải mái trên tất cả các cung đường xa. Và đây là cái phần táp ly cũng như cánh cửa của xe phía bên trái, quý vị quan sát cho em này. Ở trên này là lớp da cực kỳ là xịn, sờ rất là thích tay và nó nhăn. Và một trong những cái điều được trang bị trên chiếc xe này mang đến một cái phân khúc gọi là phân khúc cao cấp, đó chính là tất cả những cái này là đều là gì ạ, được trang bị là ốp gỗ, nhìn rất là sang, sang xịn mịn luôn đấy ạ. Tay mở cửa này được trang bị là chrome luôn quý vị nhá, chứ không phải là mạ. Phần ở dưới đây là phần nhựa mềm đấy, sờ rất là thích, mà bao nhiêu năm chúng ta quan sát đấy ạ, còn cực kỳ là đẹp luôn ạ. Về cái phần keo chỉ của xe này quý vị này, keo chỉ ở trên chiếc xe này thì nó thật với quý vị là nó quá đẹp rồi. Những cái phân khúc xe hạng D, những dòng xe doanh nghiệp cao cấp như này thì nó thật với quý vị, anh chị và các bạn là sẽ không bao giờ có cái xe gọi nào bị dơ dão cả, bởi vì là người chủ nhân ấy rất là kỹ tính, khó tính thì chúng ta mới mua những chiếc xe này để sở hữu. Sang cánh cửa nhạy cảm nhất trên chiếc xe đó chính là cánh cửa lái. Em sẽ mở ra cho chúng ta xem luôn về phần keo chỉ cũng như táp ly, táp lô. Đây ạ, tổng quan cánh cửa phía bên lái là một cánh cửa nhạy cảm nhất. Thì chúng ta quan sát cho em này, phần da ở trên còn rất đẹp, phần tay cầm mở cửa ra vào đây ạ, cực kỳ là đẹp luôn. Tất nhiên chỗ này cầm nhiều, một xe chạy 14-15 vạn rồi thì nó sẽ có đôi chút hơi bóng một chút. Tất cả những cái trang bị ở đây, chúng ta mở khóa lên chỉ cần ấn một chạm là kính xuống, ấn một chạm là kính sẽ lên. Khi mà xe di chuyển lăn bánh chỉ tốc độ là 10 km/h thôi là sẽ tự động chốt cửa cho chúng ta. Và gương của xe là chỉnh điện tất cả, cụp xe điện và chốt kính trầm trung tâm. Trên chiếc xe này được trang bị là 4 loa toàn giải, 2 loa cánh cửa phía trước và 2 loa trầm nằm ở phần cốp phía sau. Và chiếc xe này thì về trực tiếp bên em đã trang bị một bộ súp rất là đắt giá, hơn 3 triệu nằm ở gầm ghế ở phía bên ghế phụ để cho chúng ta nghe cái chất lượng âm thanh cực kỳ là hay. Chúng ta sẽ quan sát cho em về cái bậc lên xuống của cái cánh cửa phía bên lái thì có đôi chút bị xước ở đây. Đấy, còn lại là cái thanh chrome có chữ Camry ở đây nằm rất đẹp, không hề có bị một chút nào là mài mòn hay là cũ theo thời gian đâu. Về phần ghế lái đi quý vị nhá, thì chúng ta quan sát này, nội thất màu kem, cái mút chúng ta thấy không ạ? Ngồi thì mới cảm nhận được cái độ êm, độ sướng, độ mút của cái ghế. Đây là chỉnh, tất cả chỉnh điện hết này, đấy không ạ? Chỉ cần chúng ta chỉnh bằng điện thôi là sẽ điều chỉnh được hết rồi. Điều chỉnh 8 hướng quý vị nhá. Và đặc biệt nhất có cả bơm ghế quý vị này. Bơm ghế rất là tiện dụng để chúng ta di chuyển, nó không bị đau lưng, rất là phù hợp cho chúng ta di chuyển các cung đường xa. Sau đây em sẽ mở cái nắp cabo và em nổ máy để cho chúng ta xem về khoang động cơ của chiếc xe này nhá. Điều hòa đã bật, máy đã nổ và cabo em đã mở rồi. Đứng bên cạnh đây thì chúng ta thấy không ạ? Gần như là không nghe thấy tiếng động cơ phát ra đâu. Thì ngay sau đây em nhấc cái nắp cabo lên để chúng ta xem về khoang động cơ của chiếc xe này. Nắp cabo thì được lên bằng cần thủy lực quý vị nhé. Cần thủy lực lên rất nhẹ nhàng. Đấy. Và ở dưới phần nắp cabo này thì chúng ta quan sát cho em này, cái phần nỉ của xe còn nguyên bản zin tuyệt đối ở đây quý vị nhé. Đặc biệt nhất là trên những cái chiếc xe này thì là bao giờ cũng có một cái lớp giấy bạc ở đây. Đấy, nó nằm trực tiếp trên cái phần động cơ V6 này để nó không ảnh hưởng đến bề mặt sơn ở trên nắp cabo. Thế chúng ta sẽ quan sát chi tiết cho em từng phần từ ở bên phía bát bèo và đầu sắt xi bên lái, tức là bên trái của chúng ta đấy ạ. Chúng ta quan sát cho em còn đẹp từng chi tiết một quý vị nhé, rất đẹp luôn. Phần thanh rằng máng nước của xe này còn rất đẹp và động cơ của xe thì chạy phải nói là cực kỳ êm. Và bên trong này là một cái khối động cơ V6 300, nó mang một cái vẻ uy lực mạnh mẽ để chúng ta chỉ cần chạm ga một cái thôi là vượt tất cả những cái xe ở trên đường, nó chỉ tính bằng gọi là vài ba giây thôi ạ. Đây là cái hộp mà bộ điều khiển phanh ABS của chúng ta đây. Khi chúng ta chỉ cần nhấn phanh thôi là ngay lập tức cái bộ điều khiển ABS này sẽ bổ trợ cái lực phanh đi các cái bánh và nhấp nhả để chúng ta di chuyển đường cua trơn trượt rồi những cái cú phanh gấp, nó rất an toàn trong ta ngồi trong xe. Quan sát sang phần máng nước tai đèn đầu sắt xi ở phía bên phải của xe thì chúng ta quan sát cho em đây ạ. Từng phần một còn rất đẹp đúng không ạ? Không hề có một cái dấu hiệu nào của cái sự mòn hay là bị chầy hay là bị han rỉ theo thời gian đâu. Đấy, pha đèn của xe đây quý vị này, theo năm tháng thì nó có đôi chút hơi mờ, hơi vàng, nhưng mà phải nói là còn rất đẹp, rất trong. Đúng không ạ? Đây là pha đèn nguyên bản mà chưa hề có đánh bóng hay là xúc rửa gì đâu quý vị nhé. Và đặc biệt nhất trên chiếc xe này ấy, là được trang bị là hệ thống đèn chiếu sáng tự động. Chúng ta chỉ cần để auto ở trên cái công tắc ở trên vô lăng thôi là tự động sẽ
sẽ chiếu sáng theo cái thời tiết, nắng hoặc mưa, tối hoặc sáng. Rất là nhiều các tính năng hay mà trên những chiếc xe đời 14, 15, 16 bây giờ chưa được trang bị đâu quý vị ạ. Rồi em sẽ đóng cái capo xuống này. Sang cánh cửa bên phụ ở ghế hành khách thì chúng ta quan sát xem đây. Nói chung là tất cả các cánh cửa thì đều đẹp, không có bất kể một lỗ nhỏ nào quý vị nhé. Trên chiếc xe này thì cái phần cánh cửa bên phụ này nó bị sất mất một tí cái ốp gỗ ở đây. Không biết lý do vì sao nhưng lúc em mua về nó đã sất mất rồi. Còn lại thì tất cả cái phần da, phần nỉ nhựa này còn rất đẹp quý vị ạ. Keo chỉ của trên chiếc xe này thì không nói đến rồi bởi vì nó quá đẹp luôn quý vị ạ. Và ghế phụ đây quý vị này, ghế này thì cũng được trang bị này, chỉnh điện hết này quý vị này. Đấy, lên xuống đều điều chỉnh bằng điện hết này, 8 hướng nhá quý vị. Về phần táp lô của xe chúng ta quan sát cho em đây ạ. Trang bị bóng khí là bên ghế hành khách và được trang bị bóng khí ở trên vô lăng, giúp cho chúng ta di chuyển rất an toàn. Chỉ cần là va chạm là bóng khí sẽ bung để cho chúng ta an toàn khi chúng ta di chuyển ở trên các cung đường dài. Đây là cái dấu hiệu là chống trẻ em không được ngồi ghế đằng trước quay lưng lại này. Trong cái cốp này thì được chứa đựng rất nhiều đồ, cốp rất rộng và đây là một lớp nỉ, sờ tay ở đây rất là mịn để chúng ta để đồ không hề bị chảy xước gì quý vị nhé. Em đóng cửa vào và sẽ ra cánh cửa phía sau. Tổng quan cánh cửa phía sau quý vị quan sát cho em đây ạ. Rất là đẹp, giống như là những cái cánh cửa khác thôi. Được trang bị đầy đủ tất cả các tính năng, công nghệ ở trên chiếc xe này. Và đây em sẽ ngồi luôn vào cái hàng ghế phía sau. Phải nói thật sự là rộng rãi quý vị nhé. Cách âm chống ồn trên chiếc xe này cực kỳ là thích luôn. Đấy, đèn đây, đèn trần. Và trần của xe là trần nỉ, phải nói là thật sự đẹp. Nó rất là trắng, mà trắng này là trắng nguyên bản zin, không phải là cái trắng này là mình đánh vào bàn chải đâu quý vị nhé. Đây là cái vị trí ngồi phía sau. Thì phía sau thì được trang bị là gì ạ? Thứ nhất là có bệ tì tay. Bệ tì tay này chúng ta có thể mở lên này. Thì dưới này có thể là được trang bị ở đây. Vị trí này thì chắc chắn là để một cái chai rượu vang nằm ở đây rồi. Và hai cái hốc này để hai cái ly để chúng ta uống rượu hoặc là chúng ta để nước. Thì đây là một cái thiết kế rất là sang, rất là xịn, rất là chất lượng. Và đây được trang bị một cái cổng tẩu để chúng ta cắm cái sạc USB. Cổng này là 12V và điện dòng điện ra là 3.5. Rất là thuận tiện cho chúng ta khi mà di chuyển. Và đây ạ, đây là cái nút này, là nút ấn vào đây một cái là hạ cái rèm ở phía sau. Và chúng ta mở nút này ra thì chúng ta nâng cái rèm lên. Còn đây là điều chỉnh ghế này quý vị nhé. Đấy, điều chỉnh độ ngả của chiếc ghế đấy. Ngay bây giờ em ấn như này là ghế ở cái vai của em đây quý vị thấy không ạ? Đang điều chỉnh dựng cái ghế lên. Em chỉ cần ấn giữ tay vào đây thôi là ngay lập tức cái tựa lưng của em được ngả ra sau. Và cái vị trí mà ngả ra sau như này thì phải nói là rất rộng, thoải mái để chúng ta di chuyển tất cả các cung đường xa. Và chúng ta có thể đóng xuống như này, ngồi để tì tay hai bên này, làm việc rất ok. Dựng lên này thì chúng ta ở giữa này lại có một vị trí nữa. Và ngay đây thì được trang bị luôn là hai cửa gió điều hòa. Đấy, bởi vì xe là dành cho giám đốc mà, dành cho ông chủ mà quý vị. Thế cho nên là phải có điều hòa phía trước và có điều hòa phía sau. Sang vị trí ngồi ở hàng ghế bên phải quý vị nhé. Thì đây là cái vị trí hay hơn. Đó, tại sao? Bởi vì cái người ngồi ở đây có thể điều chỉnh được cái hàng ghế đằng trước. Đấy, cái ông này đúng không, ngả ra quá có thể ấn vào đây là tự động dựng cái này lên, đúng không ạ? Và muốn đẩy cái ông này lên cao tí nữa đúng không ạ, ấn vào đây là ngay lập tức là cái vị trí người ngồi ở đằng trước này sẽ đẩy hẳn lên trên. Đó, như vậy chỉ bỏ ra hơn 270 triệu một chút thôi, chúng ta đã sở hữu ngay một chiếc xe phân khúc hạng D full option công nghệ mà được trang bị rất nhiều các cái tính năng cao cấp mà trên những chiếc xe đời 15, 16 bây giờ không có. Thế thì chúng ta quan sát cho em này. Tại sao em nói thế? Bởi vì chúng ta nhìn cho em từ những cái dây an toàn, những cái ngàm khóa nó còn gần như rất mới. Rồi đến cái phần mút của xe này, ngồi nó rất là êm, rất là sướng, rất là mịn. Và từng cái đường kim mũi chỉ hoàn thiện cái da này, chúng ta thấy không ạ? Nó đẹp như này mà quý vị. Nội thất màu kem, xe màu đen. Khi chúng ta bước xuống thôi, đi gặp gỡ khách hàng, đi gặp gỡ đối tác trên một chiếc xe phân khúc hạng D, một chiếc xe Camry, nó hoàn toàn khác với cả những cái chiếc xe mà ở cái tầm phân khúc quốc dân bây giờ quý vị nhé. Mà những cái chiếc xe phân khúc quốc dân bây giờ đâu đó cũng khoảng tầm 500 triệu, 400 triệu. Nhưng mà chúng ta đi gặp gỡ khách hàng, đi công việc, hiển nhiên chúng ta bước xuống thì nó độ đẹp trai thì rõ ràng là ngồi con Camry nó sẽ đẹp trai hơn, đúng không ạ? Rồi, sau đây thì mời chúng ta sẽ cùng với em lên hàng ghế phía trước xem được trang bị những gì nhé. Rồi, em sẽ ngồi thử ở cái vị trí bên này quý vị ơi. Tiếng đóng cửa rất chắc chắn rồi. Ở cái vị trí ghế ngồi ở phía bên ghế hành khách bên phụ này,
thật sự thoải mái quý ạ, bởi vì là tì tay ở phía bên trái này, tì tay bên phải này, và trên cái chiếc ghế này chúng ta điều chỉnh lên xuống mà gần như bây giờ đấy em duỗi thẳng hết cỡ chân ra rồi, 1m61 chúng ta thấy không ạ, cực kỳ là thoải mái, chân để không hết quý vị nhá. Nếu mà chúng ta di chuyển ở cung đường xa thì phải nói là quá tuyệt vời luôn đấy. Trên những chiếc xe phân khúc hạng D này chúng ta biết rồi, nó rất là rộng, rất là thoải mái. Và bên cạnh đây được trang bị là gì ạ, hai nấc, một cái chúng ta mở ra ở đây để chúng ta có thể để đồ ở cái ngăn này. Đó, rất rộng để phong bì, để tiền, để những cái thứ quan trọng ở đây. Dưới này thì lại mở lên là trong này có một cái hộp, chúng ta có thể chứa được một cái tẩu để chúng ta cắm cái sạc này, tẩu châm thuốc cắm sạc này. Như vậy đằng trước cũng có tẩu, đằng sau cũng có tẩu. Và bên trong này là một cái hộp phải nói rất là rộng. Đóng xuống này. Ở bên đây thì chúng ta một chạm vào đây thôi là có một cái hốc để chúng ta để hai chai nước vào đây được, rất là rộng. Đóng xuống. Phía bên đây chúng ta ấn ra này, một cái hầm nữa để chúng ta có thể để được điện thoại vào đây, rất là phù hợp luôn. Đấy, cái này là để lắp một cái màn hình ở phía trên, chúng ta có thể tút ra này, đóng xuống này. Đó. Liền mạch, nhìn rất đẹp đúng không ạ? Đấy, đây là cái hạ rèm ở phía sau này, mở rèm này, mở lên này, ấn một cái mở lên này. Trang bị là hộp số là tự động 5 cấp, đấy, bóp là vào số. 2005 trên mẫu xe phân khúc hạng D thì Toyota đã trang bị ship lock rồi. Ấn ở đây để chúng ta có thể là về số. Đó. Mở. Rất là thuận tiện để chúng ta di chuyển. Điều hòa thì được trang bị điều hòa tự động quý vị nhé. Trên chiếc xe này tất cả mọi thứ đều tự động rồi, chứ không có gì là cơ cả. Điều hòa thì chúng ta ngồi lên chỉ cần ấn auto một cái thôi là tự động điều hòa sẽ làm mát cho chúng ta. Trên điều hòa là được trang bị một cái hệ thống âm thanh giải trí nguyên bản theo xe, đầu CD 6 đĩa quý vị nhé, là chúng ta chạy 6 đĩa là nguyên bản. Và đây là được một trang bị một cái băng. Đấy, băng này thì một băng rất hoài cổ và hiện tại vẫn đang chạy, vẫn đang hát bình thường quý vị ạ. Chỉ cần ấn vào này thôi là sẽ tự động chạy. Em sẽ cho volume lên xem nào, xem có hát không nhá. Play rồi đây này. Âm thanh cực kỳ hay luôn đấy quý vị. Trên những cái thanh chỉnh cái cửa gió điều hòa đều được trang bị là ốp chrome, nhìn rất đẹp. Táp lô của xe này quý vị này, sờ cực kỳ là thích luôn. Nguyên bản zin quý vị nhé. Và phía bên trên đây là được trang bị một màn hình. Màn hình này là màn hình kết nối trực tiếp với cả Bluetooth và kết nối trực tiếp với cả SIM 3G, Wi-Fi. Chúng ta có thể xem YouTube, GPS, mọi thứ tính năng ở trên này rất ok. Và đây cũng là một cái cam hành trình cho chúng ta luôn. Và đây là một cái đồng hồ mà xe được trang bị nguyên bản nằm ở trong đây, là được điều chỉnh ở trên vô lăng quý vị nhé. Ở trên vô lăng là có hai nút điều chỉnh thì em sẽ ấn này, nó sẽ báo trực tiếp ở trên này này. Đấy. AVG rồi thời gian. Đấy, mình chỉ cần ấn tay vào đây thôi quý vị nhé, là trên này sẽ báo tất cả. Đấy, rồi đo quãng đường đi này, thời tất cả mọi thứ chúng ta đều ấn ở đây là đều hiển thị ở trên này. Về phần đồng hồ trung tâm thì được chia ra làm hai đồng hồ chính. Đồng hồ bên phải là đồng hồ báo về km và đồng hồ nhiên liệu. Đồng hồ bên trái là đồng hồ báo vòng tua máy và độ nóng của xe, đồng hồ nhiệt. Tiếp theo là tất cả những cái đèn báo về thông số của xe. Dưới đồng hồ km là đồng hồ điện tử được trang bị để thông báo cho chúng ta là chip A, chip B và tổng km đã đi. Đây là phần điều chỉnh đèn, thì chúng ta chỉ cần đưa chỉnh điều chỉnh nhé, là đèn ở cái phần auto thôi là đèn sẽ tự động sáng cho chúng ta, và có cả bật đèn gầm, tắt đèn gầm. Đây gọi là đèn sương mù đấy, là chúng ta bật ở đây. Trên chiếc xe này quý vị ạ, là tất cả mọi thứ đều zin nguyên bản. Và có một thứ nó rất là mới thì chắc hẳn quý vị và các bạn nhìn cũng đã biết rồi. Trên chiếc xe này có một thứ rất mới, đó chính là cái vô lăng này. Chiếc vô lăng này nguyên bản ấy thì nó sẽ là vô lăng bọc da và có ốp vân gỗ ở trên và ở dưới. Nhưng mà do thời gian 5 tháng cái vô lăng nó bị trầy xước về những cái phần da ấy, nó xấu, thì về chính bên em đã là người khâu lại cái vô lăng này. Thì nhìn cái vô lăng này là hiện tại nó đang màu ghi sáng hơn so với bình thường. Chúng ta chỉ cần cầm nắm về lái xe trong vòng đâu đó khoảng tầm một thời gian ngắn, khoảng tầm 2-3 tháng thôi, thì nó sẽ có cái màu nó xỉn xỉn nó xuống, thì nó sẽ đồng tông với cả cái nội thất ở phía bên trong của xe. Em vừa giới thiệu nhanh đến toàn thể quý vị, anh chị và các bạn một mẫu xe vừa về đến showroom bên em. Đó chính là một chiếc xe Toyota Camry 3.0 động cơ V6 sản xuất 2005, đăng ký lăn bánh 2006. Chiếc xe này bên em đang chào bán với giá 273 triệu. Nếu quý vị, anh chị và các bạn đang quan tâm chiếc xe này, hãy nhấc điện thoại lên gọi cho em nhé, với số điện thoại 0365639999. Số Zalo của em mới là 0775805555 và số Zalo cũ là 0975235684. Em xin trân trọng cảm ơn. Xin chào, hẹn gặp lại toàn thể quý vị, anh chị và các bạn trong những video clip tiếp theo.